Đà Nẵng cuối tuần kính chào quý khán giả. Cuối tuần quý vị và các bạn đã có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Minh Kim đến nơi này để tìm một sự an yên, tĩnh lặng, thư thái trong một không gian cổ xưa có âm nhạc và có hương thơm của trà. Mát mẻ và bình yên là cảm nhận đầu tiên khi đến nơi này. Nằm lọt thỏm giữa núi rừng Sơn Trà, bảo tàng Đông Đinh có sức hút đặc biệt đối với du khách. Được ví như ngôi vườn ký ức, nơi đây tái hiện những giá trị cổ xưa, trầm mặc của bảo tàng, kết hợp trong một không gian rừng sinh thái. Ở đó, trà và âm nhạc cùng sự tĩnh lặng của thiên nhiên Sơn Trà có sức hút đặc biệt với du khách. Em chào chị, hôm nay em xin mời chị thưởng thức bạch trà mây tại bảo tàng. Và bây giờ em sẽ bắt đầu pha trà. Và trước khi pha trà thì em sẽ tráng hoa ấm trà để làm nóng dụng cụ pha trà. Sau khi làm nóng dụng cụ pha trà rồi thì em sẽ bỏ trà vào ấm. Bước này thì gọi là bước đánh thức trà. Trước khi pha thì mình phải đắp trước và mời chị cùng thưởng cái mùi hương của trà. Thấy mùi trà thế nào? Chị nghe cái mùi rất là thơm dịu, có một cái mùi rất là đặc trưng ấy. Một chút nữa khi mà pha trà xong thì chị sẽ thấy cái mùi nó sẽ khác hơn lúc ban đầu. Vậy thì mỗi loại trà có những cái cách pha khác nhau. Thì đối với bạch trà mây thì mình sẽ pha như thế nào để có thể giữ được nguyên hương vị của nó? Dạ, thì đối với cái loại bạch trà mây này mình cần phải chú ý trước tiên là cái nước pha trà. Cái nước pha trà thì mình không được để nó pha nước sôi trực tiếp vào trong ấm trà, mà mình sẽ đổ nước sôi vào trong tống này trước. Hành động này nó có ý nghĩa thứ nhất là để mình kiểm soát được cái nhiệt độ không quá cao của nó. Khi mà mình đổ nước vào đây thì nhiệt độ nó sẽ giảm bớt. Và cái thứ hai nữa là mình có thể xác định được lượng nước khi mình đổ vào ấm nó vừa đủ. Dạ. Mình sẽ ngâm trong vòng 30 giây. Đối với bạch trà mây thì mình sẽ pha như thế nào để có thể giữ được nguyên hương vị của nó? Dạ, thì đối với cái loại bạch trà mây này mình cần phải chú ý trước tiên là cái nước pha trà. Cái nước pha trà thì mình không được để nó quá là sôi, thì khi mà sôi quá đổ nó sẽ bị nồng trà. Hoặc là nếu mà độ chưa tới thì nó sẽ bị, nó không đủ phai. Cho nên là cái nhiệt độ chuẩn của bạch trà mây khi mà pha là từ 80 đến 95 độ C. Hôm nay đến Bảo tàng Đông Đình thì Kim cũng rất là vui khi được bạn giới thiệu đến loại trà là bạch trà mây. Vậy thì không biết là loại trà này có điều gì đặc biệt? Thì bạch trà mây này là một loại trà cao cấp được hái trên núi Tà Xùa. Loại trà này thì được chế biến 100% từ thủ công và những cái nguyên liệu tự nhiên. Thì người ta hái, người ta đã lựa chọn những cái lá chè từ cây cổ thụ là một tôm hai lá. Cho nên là nó rất là tốt cho sức khỏe và có những cái công dụng như là rất phù hợp với phụ nữ, đẹp da và giúp cải thiện tinh thần, giúp mình giảm stress. Nên là bảo tàng ưu tiên lựa chọn cái loại bạch trà mây này để phục vụ đến cho quý khách. Cái loại trà này nó khác với những cái dòng trà mà phổ biến trên thị trường là chính vì cái loại trà này nó không có đậm như những cái vị trà xanh bên ngoài. Và cái màu nước của nó cũng rất là màu vàng nhẹ. Như chị thấy là cái màu của nó rất là vàng nhẹ, nó không có đậm màu. Lúc nãy khi mà bạn tráng trà thì Kim cảm nhận được một cái mùi hương nó rõ, nó đậm cái vị hương vị của lá trà hơn. Còn bây giờ thì Kim đã thấy cái mùi hương nó dịu hơn, mà nghe có một chút nó hơi ngọt ngọt. Thì không biết là khi nếm thì sẽ thế nào. Bây giờ Kim sẽ thử. Em mời chị. Cảm nhận như thế nào về bạch trà mây? Nhấp một ngụm trà thì Minh Kim cảm thấy là hương vị nó thơm rất đặc biệt, và thấy hơi nóng nó lan tỏa khắp người. Và trong một không gian cổ xưa đầy hoài niệm và có âm nhạc như thế này thì cảm thấy thực sự là thư thái trong tâm hồn.
Một chén trà ngon không chỉ ở loại chè hảo hạng mà còn phụ thuộc vào nghệ thuật, cái tâm của người pha và cùng với bạn bè thưởng thức. Và đặc biệt hơn cả là ở khung cảnh thiên nhiên đẹp, yên tĩnh, chỉ có âm thanh của đàn tranh. Đây chính là nơi lý tưởng để các gia đình, bạn bè gặp mặt, thưởng thức trà và lắng nghe những âm thanh trong trẻo, lắng động, da diết từ chiếc đàn tranh truyền thống. Tất cả mang đến cho mọi người cảm xúc thăng hoa. Trà và âm nhạc đều có nghệ thuật riêng biệt và có sự tương tác lẫn nhau. Thưởng thức một chén trà với đủ hương, vị và màu sắc hòa quyện cùng âm thanh của đàn tranh chính là một thú vui tào nhã. Vào những ngày thu, tiết trời dịu nhẹ và mát mẻ, trong không gian ấm cúng của đồng đình phảng phất mùi hương trầm, ngậm một tách trà, thưởng thức âm nhạc thì thật là tuyệt vời. Và trong một khoảnh khắc đặc biệt ấy, bạn cảm thấy tâm hồn mình an nhiên, mọi lo lắng buông phiên đều tan biến, chỉ còn lại niềm hân hoan nhẹ nhàng tận sâu trong tâm hồn. Đến với đồng đình là mình thấy khung cảnh rất là thoáng mát, yên tĩnh, mà cảm giác rất là dễ chịu và mùi trà rất là thơm, ngon. Mình rất là thích không gian nơi đây, rất là mát mẻ và cảm giác như là mình được trở về quê, nên là rất là thích cảm giác là xưa, với lại là dẫn cho con nó đi để nó biết về bảo tàng và thời xưa. Được đánh đàn trong một không gian thiên nhiên thế này thì em cảm thấy tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thoải mái và được đem tiếng đàn đến cho mọi người cùng thưởng thức trà và nghe đàn thì em cũng có một niềm vui giao lưu với mọi người về âm nhạc, về văn hóa trà đạo. Nhạc du dương, dừng chân lắng nghe và thưởng thức một tách trà ấm, thơm nồng, niềm hạnh phúc bình dị ấy cũng đủ khiến con người ta thấy an yên, hạnh phúc và tìm đến những khoảng lặng trong tâm hồn giữa bộn bề cuộc sống.